Xin chào các bạn, hôm nay chúng mình sẽ quay trở lại một video review nhanh. Mà trên tay mình đang là chiếc Canon EOS R50. Đây là một chiếc máy dành cho người mới bắt đầu, đặc biệt là dành cho những bạn làm content creator. Giới thiệu qua một chút thì đây là một chiếc máy đã ra mắt khoảng tầm từ tháng 2 năm 2023. Có nghĩa là chiếc máy đã khoảng tầm được 1 năm tuổi rồi. Theo như hãng công bố thì chiếc máy này sẽ là bản thay thế và nâng cấp cho chiếc máy Canon M50. Vì thế thì nó sẽ có rất nhiều tính năng hay ho và đặc biệt là tính năng hỗ trợ. Khi được làm video này thì mình cảm thấy vô cùng phấn khích và hồi hộp, bởi vì mình từng là một người dùng Canon M50 trong khoảng 1 năm rưỡi gì đấy. Nên là khi được cầm lại một phiên bản xịn hơn của nó thì mình cảm thấy vô cùng thích thú. Và sau một thời gian sử dụng thì đây là những điểm mình ấn tượng trên chiếc máy này. Cảm nhận đầu tiên khi mà mình cầm vào chiếc máy này là nó cực kỳ nhẹ, rất nhẹ. Nếu mà nhìn vào thông số, trọng lượng của M50 còn nhỉnh hơn một chút so với R50. Ngoài ra thì R50 cũng có một hình tương đối nhỏ gọn, xinh xắn, đặc biệt là phiên bản màu trắng. Do đó thì mình có thể mang theo R50 gần như mọi lúc và mọi nơi, khá thuận tiện. Nhìn tổng quan có thể thấy rõ ràng là R50 vẫn mang rất đậm hơi hướng thiết kế từ các dòng DSLR cũ của hãng. Trên máy thì vẫn có các nút chức năng và kèm theo đó là hai bánh xe để điều chỉnh thông số. Và chúng ta vẫn có một chiếc wifi điện tử ở đây. Tiếp theo, vẫn giữ nguyên truyền thống thì Canon R50 vẫn có một màn hình xoay lật cảm ứng 3 inch và một màn hình thì vẫn siêu đẹp và rất là nịnh mắt. Hầu hết các hãng mảnh trong 2-3 năm trở lại đây đều bắt đầu đi theo xu hướng sản xuất màn hình dạng như này. Với màn hình dạng này thì mình có thể thoải mái quay chụp ở những góc khó và đặc biệt là rất dễ dàng khi làm vlog hoặc là tự quay chính bản thân mình. Về khả năng chụp ảnh thì Canon R50 vẫn có một cảm biến APS-C 24. Nhờ vậy mình hoàn toàn có thể thoải mái trong việc crop ảnh theo đúng ý đồ mà không sợ ảnh bị giảm chất lượng này hay là ảnh bị vỡ. Giải ISO của máy là từ 100 cho đến 32.000, mở rộng lên 51.200. Tuy nhiên thì cá nhân mình nghĩ là ISO an toàn để các bạn có thể sử dụng được nó sẽ loanh quanh tầm khoảng từ 6.400 quay trở lại thôi. Thêm vào đó thì Canon R50 cũng được trang bị hệ thống lấy nét Dual Pixel CMOS AF2 như trên các dòng máy cao cấp của hãng chẳng hạn như là R5 hay R6. Nhờ đó máy có thể nhận diện này, lấy nét và tracking được nhiều chủ thể hơn. Ví dụ như động vật thì R50 có thể nhận diện được chó, mèo hoặc là chim này. Hoặc R50 cũng có thể nhận diện được một số loại xe nữa. Mình có để một cái bảng ở đây và mọi người có thể xem được là những chủ thể mà R50 có thể nhận diện được này. Nói chung với một chiếc máy ra mắt khoảng tầm năm 2023 thì mình hoàn toàn không lo lắng gì về khả năng AF cả. Hôm trước thì mình và bạn mình có đi chụp linh tinh ở trên Hàng Mã và sau khoảng 2 tiếng đi chụp thì bạn mình có cảm nhận rằng là đây là một chiếc máy chụp khá là nhàn, kiểu đưa máy lên rồi chụp, còn lại thì máy lo hết. Gần như là cái số lượng ảnh mà trượt AF là không đáng kể mấy. Như bạn có thể thấy trên mình đây, khi mình set cả RAW cả JPEG thì máy báo chỉ có thể chụp được khoảng tầm 6 giây. Còn khi tắt chụp RAW gì thì máy nhảy lên 17 giây. Ngoài ra, vì được định hướng là một chiếc máy dành cho content creator và những người mới sử dụng, những người không biết quá sâu quá trình hậu kỳ và đặc biệt cần sự nhanh gọn, nên là R50 được trang bị hàng loạt các tính năng filter màu hỗ trợ ngay trong máy. Đây cũng là một điểm nâng cấp rất hay. Tuy nhiên thì chúng mình vẫn chưa có thời gian trải nghiệm quá sâu với những tính năng này, nên là hẹn mọi người một video tiếp theo. Một điểm mình rất thích trên Canon chính là hệ màu cực kỳ đẹp, skin tone rất hợp với lại người châu Á, đặc biệt là người Việt Nam. Và R50 vẫn tiếp tục phát huy được thế mạnh này. Mình hoàn toàn có thể chụp và upload ảnh gốc. Nếu mình cần edit một chút thì mình có thể edit ngay trong máy. Sau đó thì chuyển qua app và đăng lên trên trang cá nhân của mình. Siêu nhanh, siêu tiện. Nói chung, sau một thời gian ngắn sử dụng, cá nhân mình thấy Canon R50 là một chiếc máy tương đối đa dụng. Kiểu mình có thể chụp gần như mọi thứ từ đường phố, phong cảnh, chụp mẫu, chụp đồ ăn, chụp chó mèo, vân vân mây mây. Về khả năng quay video, Canon R50 cho khả năng quay lên đến 4K 30 frame. Hơi tiếc một chút vì một chiếc máy ra mắt khoảng 2023 vẫn chưa có khả năng quay đến 4K 60 frame. Nói qua một chút về 24K trên R50, nó không bị thọt như trên M50 đâu. 4K trên R50 vẫn còn giữ nguyên được IF và tracking. Ngoài ra thì theo mình thấy thì nó cũng không bị rolling shutter quá là nặng. Nói chung là file 4K trên R50 có hoàn toàn thể dụng được và sử dụng ngon luôn. Có một điều nữa là 4K trên R50 được oversample từ file 6K nên là chất lượng khá nét. Có một điều khiến mình tương đối là bất ngờ, kiểu không thể tin được là một con máy dưới 20 triệu lại có ấy. Đó là R50 có thể quay được file 10 bit 4:2 internal khi mà bật HDR PQ lên.
Nhờ đó thì giải màu thu được cũng sẽ rộng hơn này, đồng nghĩa việc là video sẽ đẹp hơn và mình hoàn toàn thể hậu kỳ nhiều hơn nữa. Tuy nhiên R50 lại không được hỗ trợ C-Log. Điều này thì hơi đáng tiếc một chút, bởi vì là trên một cái body mà có thể quay được 10 bit lại không hỗ trợ bất kỳ một cái flat profile nào. Và mới cái mức giá khá là rẻ như này thì tất nhiên là R50 sẽ chỉ có chống rung điện tử. Và khi mà bật chống rung điện tử lên thì cái khung hình của bạn sẽ crop lại một chút. Ngoài ra vì đây là một chiếc máy dành cho những người sáng tạo nội dung nên máy vẫn có hàng loạt các tính năng hỗ trợ. Chúng mình sẽ làm kỹ hơn một video sau. Nói chung, đối với một người đã từng dùng M50 trong một năm như mình thì mình thấy R50 là một bản nâng cấp tương đối mạnh mẽ so với M50 trong mảng quay video. Mình chưa test được việc overheat trên R50. Tuy nhiên, với những gì mà mình đã trải nghiệm được đến thời điểm hiện tại thì mình thấy là R50 đủ mạnh và hoàn toàn có thể mang đi làm job được. Ngoài ra thì chúng mình đã thử chụp ảnh và truyền ảnh qua điện thoại thông qua app Canon thì chúng mình thấy là app tương đối ổn định, nhanh và rất là hợp xu hướng. Theo hãng thì người dùng có thể biến Canon R50 thành một chiếc camera livestream thông qua một cọng cáp Type-C. Điều này thì siêu đơn giản luôn. Và đó là những gì chúng mình thấy hay ho và ấn tượng trên chiếc Canon R50 này. Chúng mình sẽ lên một video review kỹ hơn về chiếc máy này sau. Nếu bạn muốn tiếp kỹ về vấn đề gì hãy comment ở phía dưới cho chúng mình biết nhé. Còn nếu như bạn đã sở hữu chiếc máy này rồi thì hãy chia sẻ cho chúng mình biết là điểm bạn thích hay là không thích ở trên chiếc máy này. Và vẫn như mọi khi hãy ủng hộ chúng mình bằng một like, một share, một subscribe. Và video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.